Hello, chào mừng bạn đến với kênh của mình. Mình là Trúc Giang, Tarot Reader đến từ Vĩnh Long, xứ sở đất chính trong tôi yêu. Đến với kênh Giang Tarot Reader, mình hy vọng bạn sẽ có được thông điệp phù hợp với hoàn cảnh hiện tại cũng như lời khuyên tích cực cho cuộc sống tương lai thông qua trả bài riêng không tính phí của mình ha. À, trước khi xem bài của mình, bạn hãy nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu thiệt là sâu rồi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bạn. Và tất nhiên rồi, điều bạn nghĩ đến đầu tiên chính là điều bạn đang quan tâm và cần thông điệp đấy. Vậy nên ngay bây giờ hãy lắng nghe thông điệp của mình nào. Mà nè, vì đây là trả bài riêng không tính phí, nên Giang hy vọng bạn đón nhận thông điệp với tinh thần thiệt thoải mái và thiệt cởi mở nha. Chỉ đón nhận những điều tốt đẹp và tích cực để mang lại năng lượng tích cực cho bạn thôi hết. Let's go! Hello, mình đã trở lại đây. Hôm nay mình có một chủ đề mới muốn gửi đến bạn rằng là bạn đắt giá như thế nào trong mắt của người khác, thì nó có thể dễ hiểu hơn, đó là người khác nghĩ bạn là người như thế nào. Thì như trước mắt bạn là có một cái trải bài duy nhất, thì cũng như là gửi đến bạn một thông điệp duy nhất. Và ngay bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào phần trải bài của mình nha. Two of Cups, Seven of Swords, The Star, Devil, Embrace, Chain of Cross, Seven of Cross, Reverse. Rồi, mình sẽ đi vào phần trả bài để trả lời cho câu hỏi rằng là bạn đắt giá như thế nào trong mắt của người khác. Đầu tiên mình thấy là người khác cảm nhận về bạn đây là một người có vẻ ngoài, có sức hút rất là lớn. Có nghĩa là bạn là kiểu người rất là biết cách ăn mặc nè, rất là thời trang, rất là fashion nè. Và bên cạnh đó thì đương nhiên bạn sẽ có, mình cảm giác đây là một người có cái vẻ ngoài đẹp. Có nghĩa là cái thân hình, cái body của bạn khá chuẩn. Có nghĩa là kiểu là người vừa đẹp về cái vẻ ngoài, cái khuôn mặt đẹp và có thân hình đẹp. Đừng nói đơn giản là bạn là người có khuôn mặt đẹp và có vẻ ngoài, cái thân hình cũng đầy đặn nữa. Tại vì thông qua lá bài Reverse, rồi lá bài Gaia Empress và lá bài Two of Cups thì mình cảm giác là dù bạn là nam hay là nữ thì bạn có cái người ngoài họ cảm nhận bạn là gì? Cảm nhận bạn là một người đẹp, có sức thu hút, có khuôn mặt đẹp và có ngoại hình đẹp nữa. Thì đây là một lợi thế, đúng không? Mình nghĩ là trong xã hội này thì đẹp là có quyền, và thật sự là như vậy luôn. Thực tế một điều là khi cái đẹp nó lên ngôi thì đẹp là có quyền. Thì cái đó là nói chung là tùy theo quan niệm mọi người thôi. Nhưng mình nghĩ là nếu như bạn có vẻ ngoài á, thì nó sẽ là một lợi thế giúp cho bạn phát triển trong công việc nè, rồi cả trong xã hội nữa. Đương nhiên khi bạn trò chuyện thì ai trong chúng ta cũng đều thích trò chuyện với người có vẻ ngoài thu hút, đẹp, đúng không? Thường là đẹp là thường sẽ thu hút mình nhiều hơn là người xấu. Người xấu ở đây không phải là tính cách xấu mà là cái vẻ ngoài á, mình đang nói về cái vẻ ngoài. Rồi thứ hai nữa là người khác nghĩ gì hết về bạn thì mình cảm thấy rằng là bạn là một người tổng hợp của cái những hệ thống mặt đối lập. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở bạn tồn tại rất nhiều mặt đối lập, là bao gồm là bạn cũng có thể là rất là, đôi lúc bạn sẽ yếu đuối, lúc sẽ bạn rất là mạnh mẽ, lúc thì bạn sẽ rất là thiếu quyết đoán, lúc thì bạn sẽ rất là quyết đoán, kiên định. Tại vì ở đây mình thấy là cứ một cái mặt tích cực thì là đến mặt tiêu cực, đến mặt tích cực là tiêu cực tiếp. Ví dụ như Two of Cups là biểu tượng cho những cái người là sống rất là tình cảm, rất là chan hòa và rất là hòa nhập với cộng đồng. Two of Cups này nó còn có nghĩa rằng là bạn là một người rất là thu hút cái người khác giới nữa. Như lúc đầu mình có nói bạn là có cái vẻ ngoài, bạn có ngoại hình đẹp nữa nè, cho nên là bạn rất là thu hút người khác giới. Ở đây nó còn thêm một điểm là bạn rất là có nét thu hút quyến rũ với người khác giới nữa. Tuy nhiên đi sâu về tính cách thì mới nói rằng là bạn là người rất là dễ hòa đồng, hòa nhập với cộng đồng. Có nghĩa là bạn không phải là kiểu người khó gần, bạn rất là dễ tiếp xúc với người khác. Ví dụ như thường thường á,
có những người lại lạnh lùng khôn á, thì người ta ít nói, người ta không có nói chuyện tiếp xúc với người lạ, nhưng mình cảm giác bạn ở đây là bạn rất là dễ tiếp xúc với người lạ, bạn rất là biết cách nói chuyện với người khác và rất biết cách để lôi cuốn người khác đi vào câu chuyện của bạn, thành thử là mình thấy là ở bạn có cái nét duyên á, nét duyên đây là nét duyên qua nét duyên ăn nói nữa. Thì bên cạnh đó thì nó lại đến lá bài năm bảy kiếm. Thì với lá bài bảy kiếm nó là cái sự chạy trốn, ở đây chạy trốn sự thật, và nó theo một cái nghĩa khác nữa là kiểu người cũng có thể thích sống độc lập, đơn độc một mình, có nghĩa là giống như một chú sói lạc bài gì đó. Cho nên mình mới nói là ở trong con người bạn đó là một tổng thể của những mặt đối lập, nghịch lý. Nói chung là bạn là một cái nhân vật đầy nghịch lý, bao gồm là những cái gì đối lập là nó sẽ xuất hiện trong bạn hết. Như mình mới vừa nói, bạn là kiểu người rất thích hòa nhập, rất là thích giao tiếp với người khác, nhưng mà đôi khi nếu như bỏ bạn sống một mình trong một cái nơi nào đó, hoặc là bạn có thể tự cách bị mình ra khỏi thế giới vẫn được luôn, có nghĩa là bạn ở nhà một mình vẫn được, mà bạn đi ra ngoài đường, bạn tiếp xúc với nhiều người cũng được luôn. Bạn là kiểu người giống như vậy. Ở đây tiếp là bài là The Star, The Devil. Thì mình nói rồi, con người bạn là vừa có mặt tích cực và đến mặt tiêu cực, có nghĩa là trong con người bạn tổng thể của những cái nghịch lý, phi lý. Tuy nhiên mình cảm thấy là đây là trong cuộc sống của bạn có rất nhiều cái điều nó hơi khó lý giải, nhưng cái sự nghịch lý này, cái mặt đối lập này, nó lại làm cho bạn trở nên đầy thu hút, đầy quyến rũ trong mắt của người khác. Có nghĩa là trong con người bạn là tổng thể của những cái đối lập, đúng không? Cho nên là người khác đôi khi người ta muốn hiểu bạn, người ta cũng không biết làm sao hiểu được luôn. Lúc thì thấy bạn ở một cái hình hài là của một cái mẫu người là vui vẻ hòa đồng, lúc thì thấy bạn trở nên khép kín, sống lạnh lùng, sống nội tâm. Có nghĩa là bạn vừa hướng nội và bạn vừa hướng ngoại. Thành thử là người ta không biết là lúc nào là bạn nên cư xử với bạn như thế nào cho nó đúng. Có nghĩa là nếu như mà người ta biết bạn là người hướng ngoại thì người ta thích trò chuyện, thích tiếp xúc, người ta thích được lợi gần bạn, người ta thích được cởi mở chia sẻ với bạn, thì bạn vui vẻ đón nhận tại vì bạn là người hướng ngoại mà. Nhưng đến cái mặt hướng nội của bạn, bạn sống nội tâm, bạn sống khép kín, thì người ta cũng không biết là những người sống nội tâm khép kín thường cái tâm hồn của họ rất là sâu sắc, thành thử là người ta cũng không biết làm thế nào để bắt chuyện với những người mà có nội tâm sâu sắc. Cho nên là cái điều mình cảm giác cái bạn mà đang xem trả bài này nè, đây là kiểu người rất khó để tán tỉnh, có nghĩa là bạn có lợi thế về vẻ ngoài và có cái duyên ăn nói nữa, tuy nhiên là bạn là kiểu người mà kiểu như là rất là dễ dàng hòa đồng với người khác, nhưng mà để tán tỉnh bạn, để kết duyên với bạn, bắt đầu mối quan hệ tình cảm thì rất là khó. Bạn kiểu là người như vậy, thành thử là người ta cảm giác bạn là vừa gần mà cũng xa, kiểu giống như vậy. Ở bên cạnh mình mà chưa chắc là nắm bắt được mình, kiểu giống như vậy. Mình cảm giác là cái bạn mà đang xem trả bài này đầy những nghịch lý, đôi khi thật sự khó hiểu, và chính cái bạn trong cái trả bài này bạn cũng không hiểu lý do vì sao bạn lại như vậy luôn. Có nghĩa là bạn còn cảm giác được là trong con người bạn đầy những cái mâu thuẫn luôn, mà bạn không hiểu lý do vì sao mà mình lại như vậy. Mình nghĩ là cái người trong cái trả bài, người xem trả bài này nè, đây là một người có cái nội tâm khá là sâu sắc. Cái tâm hồn của người này sẽ già hơn so với tuổi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cảm giác là cái người này họ cũng từng trải ra rất nhiều cái vấn đề trong công việc, trong sự nghiệp, trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống có rất nhiều nỗi lo bộn bề. Tại vì mình thấy ở đây có lớp bài là 10 of Rose và 7 of Rose, thì mình thấy rằng bạn từng trải qua rất nhiều cái vấn đề không vui trong cuộc sống của chính mình, và bạn là người tự vực dậy. Mình cảm thấy ở đây một điều nha, cái bạn đang xem trả bài của mình á, bạn là một người cực kỳ mạnh mẽ, có nội tâm, tâm hồn vô cùng mạnh mẽ luôn. Tại vì ở đây có lớp bài Rebirth Train, thì mình thấy là cái người mà đang sẽ trả bài mình, dù bạn là nam hay là nữ, thì cái nội lực về bên trong tâm hồn của bạn, sức mạnh niềm tin của bạn vô cùng lớn, hay nói đúng hơn là bạn là một người có ý chí vô cùng mạnh mẽ. Một khi mà bạn đã quyết định làm bất cứ điều gì á, thì bạn sẽ làm cho đến cùng luôn. Tại vì sao? Bên trong bạn train là cái nguồn nội lực bên trong của bạn vô cùng mạnh. Dù bạn là nữ đi nữa thì cái sức mạnh ý chí của bạn nó rất là mạnh, nó giống như ngọn núi này vậy, nó là sừng sững như vậy và không thể dễ dàng có thể người khác mà không thể dễ dàng vượt qua được. Có nghĩa là những gì mà bạn đã muốn rồi á thì người khác khó mà tác động được. Thành thử là mình thấy là cái bạn nữ, nếu như bạn nữ, bạn là nữ đang xem trả bài của mình á, thì mình cảm giác bạn là một cô gái mà bên ngoài có thể là yếu đuối, dịu dàng, nết na, thùy mỹ, đoan trang, nhưng
cái sức mạnh, ý chí, nội lực bên trong của bạn nó mạnh mẽ không thua kém gì đàn ông luôn. Có nghĩa là một khi mà bạn đã đưa ra quyết định, bạn có cái suy nghĩ như vậy và bạn đưa ra quyết định như vậy thì bằng mọi giá bạn sẽ làm được cái điều đó, chứ bạn không bao giờ buông. Cho nên là mình thấy là các bạn nữ trong trải bài này nha, nếu như bạn là nữ đang xem trải bài mình thì bạn là một cô gái, nếu nói bạn đắt giá bao nhiêu trong mắt của người khác thì mình nghĩ là bạn là kiểu người rất là khó nắm bắt thật sự luôn. Cái từ khóa dành riêng cho bạn, các bạn nữ đang xem trải bài này nha, là kiểu người khó nắm bắt. Và năng lượng nam tính, bạn nam đang xem trải bài cũng như vậy, có nghĩa là đây là kiểu người rất khó nắm bắt tâm lý, bởi vì tâm lý của người này khá phức tạp. Và nói đúng hơn thì mình cảm giác là cái người này giống như là đa nhân cách. Kiểu người này rất là biết cách linh hoạt, có nghĩa là đặt người này vào cái môi trường sống nào họ cũng sống được, có nghĩa là đưa họ vào trong môi trường xô bồ, đông người, giao tiếp nhiều người thì họ cũng sẽ làm được thôi. Bởi vì người này họ có khiếu ăn nói, họ rất duyên dáng và họ cũng rất thông minh nữa. Tại vì ở đây mình thấy năng lượng của cung khí rất là nhiều, mà những người cung khí thường rất là giỏi giao tiếp, rất là giỏi lý luận, suy nghĩ logic. Thì mình thấy là cái người này đầu tiên là rất là giỏi ăn rồi, nói. Mình tiếp nha. Tiếp. Thì mình nói lại lần nữa, thì các bạn đang xem trải bài, bạn là kiểu một người rất là khó nắm bắt tâm lý. Bạn là kiểu người mà có thể nói là rất là dễ linh hoạt trong mọi tình huống. Bạn là kiểu người linh hoạt, có nghĩa là để bạn trong môi trường nào bạn cũng sống được hết, bạn cũng có thể thích nghi được hết. Ví dụ như bạn để bạn một mình, bạn sống một mình cô lập bạn cũng sống được. Tại vì mình thấy lá bài, với lá bài là bảy kiếm nè, xong lá bài The Devil, thì mình cảm giác cái sự cô độc, cái sự đơn độc ở đây á, nó vẫn có tồn tại. Có nghĩa là bạn đôi khi bạn vẫn chấp nhận cuộc sống một mình, tuy nhiên là lúc nào đó cũng phải cho bạn đi ra ngoài xã hội để bạn giao tiếp, để bạn gặp gỡ, để bạn giao lưu. Mình cảm giác bạn, các bạn đang xem trả bài mình á, là bạn cũng là kiểu người rất là thích được giao lưu các bạn rất là nhiều người. Nhưng mà đôi lúc bạn cũng muốn sống một mình, bạn muốn sống nội tâm, bạn muốn sống khép kín. Cho nên là mình muốn nói là cái kiểu người ở đây là rất là khó nắm bắt tâm lý. Và nhưng mà được cái lợi là bạn này bạn rất là linh hoạt, dục bạn ở trong môi trường nào bạn cũng sống được hết trơn á. Thành thử là mình nghĩ là bạn này bạn là kiểu người của thời hiện đại, đó là chúng ta phải biết linh hoạt trong cuộc sống. Không phải lúc nào cuộc sống nó cũng diễn ra đúng như mình mong muốn, nhưng mà quan trọng là mình có thể thay đổi được cái nguồn năng lượng bên trong. Và mình thấy một cái điểm thứ ba mà muốn hỏi là bạn đắt giá bao nhiêu, thì mình nghĩ là cái sự đắt giá của bạn thể hiện qua cái sự tự giúp bản thân vực dậy những cái suy nghĩ tiêu cực á. Tại vì mình thấy ở đây có là bài reverse trend mình mới nói hồi nãy, là bạn là một người rất là biết cách cân bằng cảm xúc và là một người rất là giỏi biết vực dậy năng lượng cho chính bản thân mình. Như mình đã nói, bạn là đã trải qua rất nhiều cái chuyện không may, chuyện không vui trong cuộc sống, có thể là về công việc, sự nghiệp, tình cảm này nọ. Có nghĩa là bạn là kiểu người rất là dễ bị trùng năng lượng, hay nói đúng hơn là bạn là kiểu người rất dễ bị stress. Gặp những chuyện không mong muốn á, thì bạn rất là dễ bị stress, bị căng thẳng, bị áp lực á, dễ bị tụt mood, trùng năng lượng. Tuy nhiên cái người mà giúp bạn nâng năng lượng lên cũng không ai khác ngoài chính bản thân bạn, là bạn sẽ tự biết cách cân bằng cảm xúc, tự điều hòa cảm xúc để nâng cái năng lượng tần số của mình lên nữa. Có nghĩa là bạn đang ví dụ một chuyện nào đó bạn không vui, ví dụ như bạn đi thi cái gì đó điểm bạn không được cao không như mong muốn, hoặc là trong công việc bạn làm không đạt được kết quả như bạn mong muốn, thì bạn cảm thấy hơi chán nản, hơi buồn, hơi bị tụt mood, thì sau đó bạn tự khắc bạn biết bạn phải làm gì để nâng năng lượng lên. Có thể là bạn đi shopping, bạn đi cà phê bạn bè, hoặc là hay đơn giản là bạn ngủ một giấc thật dài. Bạn làm cách nào đó để bạn biết rằng là cái người giúp bạn nâng tần số của bạn, giúp bạn vực dậy tinh thần á, không ai khác là chính bản thân bạn. Cho nên ở đây mình có là bài Rebirth Trend, thì mình mới nói là cái ý chí năng lượng của bạn vô cùng lớn. Thành thử là bạn rất biết cách tận dụng cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của bạn, đó là sức mạnh về niềm tin bản thân. Bạn là những người rất là tin tưởng của bản thân của mình. Đây chính là một cái điểm lợi thế của bạn, là người khác nhìn vào bạn người ta cảm thấy là sao lúc nào cũng thấy cô ấy, anh ấy lúc nào cũng tràn trề năng lượng đầy nhiệt huyết như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì bạn là người rất biết cách nâng tần số của chính bản thân mình lên, chứ không phải là nhờ vào ai cả. Bạn rất là biết cách cân bằng cảm xúc. Tại vì ở đây mình thấy lá bài là thêm lá bài The Empress nữa, thì mình cảm giác là bạn là một người có thể truyền cảm hứng cho người khác nữa. Có nghĩa là bạn dùng những kinh nghiệm, những cái bốc ngã của cuộc đời bạn, xong rồi bạn tự đứng dậy, rồi bạn dùng những cái kinh nghiệm đó để bạn truyền cảm hứng cho người khác, để cho những ai mà đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như bạn, người ta có thể biết được cách như thế nào để giúp cho cái tinh thần mình nó trở nên mạnh mẽ hơn, có thể là vượt qua được những cái nghịch cảnh hiện tại. Thành thử là mình thấy rằng á,
bạn là kiểu tiếp người là sống cũng khá là theo nguyên tắc, tuy nhiên bạn cũng có thể là kiểu người bứt phá mọi nguyên tắc. Đó mình mới nói là bạn là kiểu người rất là phức tạp, là một hệ thống của sự nghịch lý. Thành thử tuy nhiên mình thấy đây là cái điều mà bạn khiến bạn trở nên vô cùng đắt giá trong người khác, đó là gì? Người ta không bao giờ biết được bạn là kiểu người thế nào, bạn giống như là người đa nhân cách vậy đó. Người ta sẽ không biết bạn, bạn có thể là tùy theo mỗi đối tượng mà bạn có thể có những cái nhân cách khác nhau. Tuy nhiên sâu ở bên trong nhân cách của bạn, bản chất thật sự của bạn, đây là một kiểu người rất là có lòng yêu thương người, có lòng thương người, lòng trắc ẩn và rất là dịu dàng. Dù bạn là nam hay nữ thì bạn rất dịu dàng và muốn lan tỏa tình yêu thương của bạn đến người khác. Mình cảm nhận ở đây là bạn thấy không, đây là hai lá bài mình cảm giác vô cùng sự dịu dàng, sự ấm áp, sự bình yên. Cả hai lá bài này đều là hình ảnh của một cô gái, đều bạn thấy không, đều tay đều ôm trọn cái chim bồ câu, còn đây là chú thỏ. Thì mình thấy là cái sự nâng niu, sự trân trọng ở đây là cái sự bao bọc, cái tình yêu thương này nó lan tỏa đi và nó nuôi dưỡng cái tình yêu đó. Thì mình cảm giác là bạn là kiểu người rất là có cái lòng thương người, không chỉ là dành cho là người yêu, những người thân thương của bạn, mà bạn cũng có cái sự quan tâm đặc biệt đối với những cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở bên ở ngoài kia. Có nghĩa là đôi khi là bạn thấy là những mệnh đời bất hạnh ngoài kia có thể khiến bạn rơi nước mắt. Có nghĩa là mình cảm giác cái lòng thương người, cái lòng trắc ẩn trong bạn nó rất là lớn. Thành thử là người ta khi người ta tìm về bạn, người ta cảm giác bạn là một người rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng và tràn đầy tình yêu thương. Bạn có thể là trong cuộc sống này đôi khi bạn cảm thấy là nó sẽ không diễn ra giống như mình muốn, cuộc sống này cũng còn những cái dối trá lọc lừa, vẫn còn những cái điều không may, vẫn có những cái điều không tốt đẹp, nhưng mà bạn luôn cho phép bản thân mình sống tử tế với mọi người, bởi vì bạn nghĩ rằng á, không cần biết người ta có tử tế với mình hay không, nhưng trước hết mình phải làm bổn phận, tròn trách nhiệm của mình là một người sống tử tế, để rồi sau đó người người này không tử tế với mình thì sẽ có người khác tử tế với mình. Thì bạn nghĩ đơn giản như vậy, thành thử là mình cảm giác á, bạn mang lại cho người khác rất nhiều nguồn năng lượng tích cực, lạc quan, và khi người ta gặp khó khăn, thách thức á, thì người ta chỉ cần tìm về bạn để ta chia sẻ, để lắng nghe bạn chia sẻ, để trò chuyện với bạn, và người ta cảm giác được là bạn có thể giúp cho những người nào đang bị trùng năng lượng có thể nâng tần số của họ lên. Cho nên là mình cảm giác các bạn mà đang xem trải bài của mình nha, bạn có các cái năng lượng là healer, có nghĩa là bạn có thể giúp người khác chữa lành được những cái tổn thương, những cái đớn đau trong chính cuộc sống của họ. Ở đây là mình không nói về vật chất mà là nói về tâm hồn, về tinh thần. Bạn giúp đỡ cho người khác bằng cách là giúp cho người ta hiểu được cái giá trị bản thân của họ và giúp cho họ tự vực dậy. Chúng ta hiểu rằng là không ai giúp chúng ta vượt qua được những cái chướng ngại vật tâm lý, chỉ có bản thân chúng ta tự vượt qua thôi. Thành thử là mình nghĩ là người ta tìm đến bạn chỉ để là để trò chuyện tâm sự, và thông qua những cái kinh nghiệm sống, những cái bài học, và cũng như cái tình yêu thương của bạn dành cho mọi người á, cái sự lan tỏa yêu thương, cái sự bao dung, cái sự nhẹ nhàng thanh thoát của bạn á, nó lan tỏa đến người khác, làm cho người khác người ta cảm thấy rất là nhẹ lòng khi mà mỗi khi người ta tiếp xúc bên cạnh bạn. Có những người ở bên cạnh một người nào đó, đôi khi là người ta chẳng giúp đỡ mình gì cả, người ta chỉ lắng nghe mình thôi, nhưng mà mình lại cảm giác rất là an yên, rất yên bình. Và mình cảm giác ở đây là cái sự yên bình bên trong bạn nó lan tỏa đến người khác, bởi vậy người ta rất là thích được tìm đến bạn, rất thích được tâm sự cùng bạn và để được nghe bạn trò chuyện, để được bạn lắng nghe. Và mình nghĩ là bạn là kiểu người cũng là từng trải, tại vì mình thấy là bài Ten of Swords và Seven of Swords thì mình thấy là bạn, cuộc sống của bạn cũng rất nhiều, trải qua rất nhiều thăng trầm. Chính vì vậy là bạn đã tự rút ra những cái bài học cho chính riêng bản thân mình. Từ đó bạn muốn lấy những kinh nghiệm sống của bạn để chia sẻ với người khác, chia sẻ những ai cùng cảnh ngộ với bạn, đã từng trải qua cái cảnh ngộ giống như bạn vậy đó, để cho họ thức tỉnh ra. Mình cảm giác là bạn lấy cái sự thức tỉnh bản thân mình để làm cái bài học, sau đó dùng cái bài học đó để chia sẻ lan tỏa đến người khác, để giúp cho người khác họ nâng tần số của họ lên, bởi vì bạn là kiểu người đã tự biết cách nâng tần số rồi, thành thử là bạn cũng muốn dùng cách đó cho người khác nữa. Và mình thấy rằng á, bạn là kiểu người làm rất là tâm linh. Mình cảm giác bạn là người khác nhìn nhận bạn là gì, nhìn nhận bạn có sự huyền bí gì đó, không phải là chỉ riêng về tính cách của bạn. Mình nói rồi, bạn là hệ thống nghịch lý đối lập, cho nên là người ta thấy bạn rất là đặc biệt, và bên cạnh đó người ta nhìn nhận bạn là một người rất là tâm linh, kiểu giống như là bạn là một người có cái đức tin, có niềm tin riêng, và bạn là một người có trực giác linh cảm tốt. Có nghĩa là đôi khi
người ta bất ngờ là tại sao những gì bạn nói, những cái dự đoán của bạn nó lại chính xác như vậy. Mình nghĩ đây có thể là một phần là do khả năng của bạn thôi, có nghĩa là mỗi chúng ta sinh ra thì đôi khi có những cái khả năng vô cùng đặc biệt mà bản thân mình cũng không biết vì sao, giống như cái đó là trời ban cho mình có khả năng năng lượng như vậy, giống như là giác quan thứ 6, một năng lực rất là đặc biệt. Thành thử là người khác cảm nhận bạn là một người có linh cảm trực giác vô cùng tốt, thấy những cái đôi khi là những điều bạn nói xong nó lại chính xác như vậy, hoặc là nó đúng như vậy, thì đó là cũng một phần khiến người ta rất là bất ngờ về bạn. Tuy nhiên là mình thấy nhìn chung á, bạn đắt giá như thế nào trong mắt người khác là người ta thấy rằng cái sự đắt giá của bạn đó là cái sự bình yên mà bạn mang đến cho người ta. Có nghĩa là càng ở bên cạnh bạn, người ta càng nhận được cái sự bình yên, cái sự thanh thoát, không có phù lợi, không có vật chất ở đây. Người ta cảm nhận bên cạnh bạn chỉ là cái sự tình yêu thương nó được lan tỏa, chỉ là cái nguồn cảm hứng, cái nguồn năng lượng tích cực. Vì thế là mình mong nếu như mà trải bài này nó tương thích với cảm nhận của bạn, với chính cuộc sống của bạn á, thì mình hy vọng là bạn hãy tiếp tục duy trì nguồn năng lượng tích cực này, bởi vì bạn đang giúp cho mọi người cùng nâng tần số lên, có nghĩa là giúp cho người ta tự nâng tần số, tự nâng cái những điều tiêu cực nó bỏ đi mà bơm lại cái nguồn năng lượng tích cực. Bởi vì thế là bạn mang tinh thần, mình nói là bạn mang tinh thần healer, có nghĩa là bạn hàn gắn chữa lành những cái tổn thương của người khác, giúp cho người khác họ thức tỉnh tâm linh, thức tỉnh những cái bản chất, những cái giá trị thật sự bên trong của họ. Mình thấy rất nhiều người, người ta không có nâng cái giá trị của họ lên, họ không coi trọng giá trị bản thân của họ, họ luôn cảm thấy là tại sao mình trở nên xui xẻo, mình không có giá trị gì cả, mình không có đặc biệt trong mắt người khác. Có nghĩa là rất nhiều người ta phủ nhận đi giá trị của họ, tuy nhiên bạn thì lại giúp cho họ nhận thức lại về con người thật của họ. Thành thử là khi họ tìm về bạn, họ cần cái sự chia sẻ của bạn, cần lời khuyên từ bạn, thì bạn giúp cho họ hiểu được cái giá trị bản thân của mình là như thế nào, từ đó họ biết cách khai thác nhiều hơn cái những cái năng lực, những cái sở trường của bản thân họ. Cho nên là mình nói là nếu như mà bạn hiểu được cái vai trò, cái giá trị của bạn trong cuộc sống này, thì mình nghĩ là bạn đang làm cho mọi người trở nên có một cuộc sống tốt hơn, đương nhiên là trong cái tư tưởng, trong tâm thức của người ta. Còn người ta có hành động hay không đó là chuyện của họ, nhưng chí ít là cái suy nghĩ của họ, cái nhận thức của họ đã được điều chỉnh theo hướng tích cực rồi. Cho nên là mình thấy rằng nếu có một cái hành động đúng á, thì trước hết mình phải có nhận thức đúng, đúng không? Có nghĩa là không ai mà hành động đúng mà nhận thức sai cả. Thành thử là mình mong rằng là chúng ta hãy tiếp tục nâng cái tần số nó tích cực lên, mang lại những niềm vui, những cái lợi ích cho cái cộng đồng này. Vì mình thấy rằng là bạn đang mang lại rất nhiều điều tốt đẹp, tích cực cho cái thế giới xung quanh này. Dù muốn dù không thì mình thấy là cái vai trò của bạn cũng khá là quan trọng trong cái việc nâng tần số của mọi người lên. Cho nên đây chính là cái điều mà khiến cho bạn trở nên đắt giá trong mắt người khác, đặc biệt là trong những bạn khác giới. Có nghĩa là bạn là một người có vẻ ngoài, có ngoại hình đẹp, có khuôn mặt đẹp, và bên cạnh đó là bạn có khiếu ăn nói rất là có duyên, và đồng thời là tính cách của bạn vô cùng thú vị và đầy bí ẩn. Thành thử là người ta nói rằng là người ta muốn hiểu bạn thì người ta cần phải có khoảng thời gian rất dài để mới hiểu hết con người thật của bạn, mà mình nghĩ giờ cho họ bao nhiêu thời gian cũng không hiểu hết đâu, tại vì con người bạn là thiên biến vạn hóa, có nghĩa là tùy theo hoàn cảnh mà bạn sẽ cư xử rất là khác nhau, cho nên là người khác cũng không hiểu là cái đâu là tính cách thật sự của bạn. Nhưng bản chất thật sự của bạn là gì? Đây là một người có lòng vị tha, có lòng thương người, và là một người sống rất là tích cực. Và mình nghĩ bạn là cái nguồn cảm hứng của rất nhiều người, có nghĩa là thông qua bạn người ta cảm thấy là bản thân người ta có những cái giá trị đặc biệt và cần được nâng cái giá trị đó lên, cần phải trân trọng giá trị đó. Và đó chính là cái bài học mà người ta tiếp xúc với bạn, người ta chia sẻ với bạn. Và mình nghĩ rằng á, cái công việc mà bạn đang làm, dù là bạn đang làm công việc gì, nhưng bạn đang là một healer, một người đang giúp chữa lành tâm hồn cho những người khác. Có nghĩa là đôi khi bạn có thể chữa lành cái tâm hồn đó cho những người bạn thân của bạn, cho bạn bè, cho người thân, hoặc là cho cả người yêu của bạn, hoặc là người chồng của bạn. Có nghĩa là khi người khác tìm về bạn, người ta cảm thấy được sự bình yên, sự an yên bên trong tâm hồn, và
Và chính vì nhờ vào cái sự an yên, bình yên trong tâm hồn đó giúp cho người ta có được cái nguồn năng lượng tích cực, lạc quan hơn, dù là nghịch cảnh, dù là cái cuộc sống của người ta có biết bao nhiêu cái vất vả, bao nhiêu khó khăn mệt nhọc, thì khi mà họ tiếp xúc với bạn thì họ cảm thấy nguồn năng lượng tích cực nó lan truyền, lan tỏa khắp con người họ luôn. Thành thử là họ thấy là à, thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, à thế giới này vẫn còn nhiều điều hay, tại sao mình cứ sống trong những cái suy nghĩ tiêu cực đó, để giống như đang tự giết chết, hủy hoại chính bản thân mình. Cho nên đó là những cái bài học mà người ta rút ra được khi người ta tiếp xúc với bạn. Vì thế bạn đắt giá như thế nào trong người khác hả, thì bạn chính là một healer trong trong trái tim của những người mà đang cần sự chữa lành, đang đang bị những khiếm khuyết bên trong tâm hồn, và bạn giống như là một vị bác sĩ tâm lý dành cho họ vậy đó. Rồi thì đây là cái năng lượng trả bài vui gửi đến bạn, thì mình hy vọng bạn đón nhận thông điệp với tinh thần tiệc cởi mở nha. Hẹn gặp lại bạn ở một chủ đề mới hay ho nhé. Bye bye. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình sinh ra trên đời để làm gì? Đã bao giờ bạn ngồi suy nghĩ mông lung rằng liệu sự có mặt của mình trên đời có ý nghĩa gì? Tôi đã từng có nhiều buổi ngồi bàn tán với hội bạn về chuyện này. Tất nhiên, mỗi đứa một hoàn cảnh sống, nên mỗi đứa đều có cách suy nghĩ của riêng mình về cuộc đời. Mỗi khi ngồi một mình, tôi cũng rất hay suy nghĩ. Chẳng lẽ mình sinh ra chỉ để biết bố mẹ mình là ai? Chẳng lẽ mình được sinh ra cũng chỉ để đứng yên nhìn cuộc đời xô đẩy mình? Một đứa trong đám bạn tôi có lần tâm sự về chuyện bố mẹ ép đi học ngành sư phạm, nhưng nó lại có một nỗi khát khao được học kinh doanh. Nó đã nhiều lần thuyết phục bố mẹ làm đủ mọi cách từ mềm dẻo đến cứng rắn, đã nhiều lần ngồi nói chuyện với bố mẹ, đưa ra những lý do khiến nó lựa chọn học kinh doanh thay vì sư phạm, cố gắng học thật giỏi để mong được một lần bố mẹ cho nó được lựa chọn theo ý mình. Nhưng rồi, bố mẹ nó vẫn tự ý làm hồ sơ cho nó đi thi đại học mà không theo nguyện vọng của nó, với lý do là gia đình có ưu dù trong ngành ra không lo thất nghiệp, trong khi nghề kinh doanh rất mạo hiểm. Tất cả cũng vì bố mẹ muốn sau này con được nhàn thân. Nó biết tin thì đòi bỏ học vì càng nghĩ càng ghét cái ngành sư phạm. Kết quả là không những mối quan hệ giữa nó và bố mẹ trở nên tệ đi, mà nó còn bỏ lỡ luôn một năm đi học đại học, đi làm công nhân công ty vì trượt sư phạm toán của Đại học Sư phạm Hà Nội. Hình như là tại nó đã cố tình làm bài ẩu để đỡ phải đi học. Tôi có bà chị họ hơn tôi 1 tuổi, có phần may mắn hơn so với con bạn kia vì được lựa chọn ngành nghề học. Chị ấy vốn sống rất tự do, thích làm gì đấy nhưng lại cả thèm chóng chán. Hồi đó học 12, chị có yêu được một anh đẹp trai học giỏi, chăm chỉ tu luyện ngày đêm để vào khoa điện tử viễn thông của Đại học Bách Khoa. Lúc bấy giờ chị đang say trong men tình, xong lại chẳng có hướng rõ ràng về ngành học mình thật sự thích. Nghe anh kia kể về ngành học anh ấy muốn vào là cũng học ngày học đêm để đăng ký theo vì sợ mất gấu. Cuối cùng thì hai anh chị cũng có thể dắt tay nhau cùng vào một cánh cổng đại học, nhưng lại không thể dắt tay nhau ra trường vì sau một thời gian hai người xảy ra những mâu thuẫn nên không thể tiếp tục yêu. Chị tôi đã suy nghĩ rất tiêu cực, xong còn phải chịu áp lực khủng khiếp của chương trình học. Chị thấy chán đời, đâm ra chán trường nên đã quyết định bỏ dở, giờ về nhà phụ việc nhà với mẹ ngày qua ngày. Tôi không biết là giờ họ có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không, nhưng rõ ràng là họ đã phải hy sinh những giá trị sống thực sự, đó là quyền được làm chủ cuộc sống của chính mình. Số phận của hai người có vẻ khác nhau, nhưng tôi nhìn thấy một điểm chung, đó là họ không có được một mục đích sống rõ ràng, không được chủ động với tương lai của chính mình. Tôi tin là có rất nhiều người cũng giống như họ, vì những lý do khác nhau mà không được sống bằng lý tưởng của riêng mình, vì nhiều hoàn cảnh mà đôi khi quên mất mình là ai, mình được sinh ra để làm gì. Thế mới thấu, việc tự vạch ra cho mình một mục đích sống đúng đắn và rõ ràng thật sự rất quan trọng, để từ đó ta có động lực mạnh mẽ mà sống, có động lực để luôn luôn cố gắng tiến lên, làm chủ bản thân và tự nắm giữ tương lai của chính mình. Vậy có lẽ ngay từ ngày lọt lòng mẹ, khi bắt đầu cuộc sống này cũng chính là khi ta bắt đầu một cuộc hành trình khám phá chính mình và đi tìm mục đích sống ý nghĩa cho bản thân.
Người ta có rất nhiều cách để chọn mục đích sống, có nhiều con đường khác nhau để đến với cái đích của cuộc đời, dựa vào những nhu cầu sống khác nhau mà xác định được những mục đích sống khác nhau. Cũng giống như trong một cuộc thi leo núi, có những người miệt mài cố gắng đặt chân đến đỉnh đầu tiên để giành được chiến thắng, có những người tham gia chỉ đến thử sức bản thân, song cũng có người vừa đi vừa ngắm cảnh núi rừng lên đến đỉnh chỉ để được tĩnh tâm nhìn ngắm thành phố, tận hưởng sự bình yên. Lựa chọn mục đích sống có thể là sự lựa chọn một mất một còn giữa thành công và hạnh phúc. Có những người chỉ mơ về danh vọng và tiền bạc, họ là những con người thực dụng. Đối với họ, có tiền là có tất cả nên họ thường chọn kiếm tiền là mục đích sống, miệt mài kiếm tiền, chăm chỉ làm việc như con ong kiếm mật, con kiến tha mồi. Họ kiếm tiền vì cuộc sống mưu sinh, vì gia đình, con cái, hoặc đơn giản là vì nhu cầu vô hạn vốn có của đời người. Thực dụng không xấu, thậm chí chính những con người thực dụng mới là thành phần quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội, của cả nền kinh tế toàn cầu. Thế nhưng, cuộc sống của những người lấy tiền làm đích thì chẳng mấy ai được thực sự hạnh phúc. Nói đến đây, có thể bạn thấy họ đã đạt được mục đích sống của họ, đó là kiếm được nhiều tiền thì ắt phải cảm thấy hạnh phúc chứ. Nhưng sự thật là không. Có ai đó nói rằng chỉ có những người không tìm ra được ước mơ thật sự của mình thì mới lấy tiền làm cái đích của cuộc đời. Như vậy thì lại thật tệ. Sống mà không có ước mơ như là bỏ quên chính mình, cặm cụi đi suốt cuộc đời rồi trở ra biển, ra sông. Hạnh phúc ở đây không chỉ là những thỏa mãn về mặt vật chất mà là sự dung hòa giữa đời sống tinh thần và đời sống vật chất. Thử tưởng tượng đến khi 50-60 tuổi, chúng ta có thể xách cả vali tiền trong tay nhưng chẳng thể nào xách ba lô lên và đi phượt đâu đó thật xa và cảm nhận được điều hay ho của cái thú đi đây đi đó. Trở lại với đám bạn của tôi, có một thằng bạn có cái cách sống khá kỳ quặc. Nó là một thằng khá thông minh nhưng lại lười học, mà lại chẳng bao giờ thấy nó tụ tập cùng đám con trai trong lớp đi quán xá chơi bời, game hay gái. Sở thích duy nhất của nó là ôm cái máy tính. Ban đầu tưởng nó sống ảo, thích online lượn lờ tán gái hay tìm những người bạn chung gu nghe nhạc, nói chuyện. Nhưng sau mới biết hóa ra nó chỉ toàn tự mày mò học nhạc lý và cách sử dụng studio làm nhạc ngày qua ngày suốt 3 năm học cấp 3. Những đoạn nhạc ban đầu được sản xuất tuy vừa ngắn vừa hại tai, nhưng cho đến giờ nó cũng đã tìm được thể loại và phong cách phối khí nhạc riêng sau khi release những điều khiến nhiều người biết đến và ủng hộ nó. Có những người muốn mua nhạc, muốn hợp tác sản xuất nhạc để thu âm. Nó mới còn trẻ nhưng cũng có thu nhập riêng bằng chính sở thích mà nó ngày càng gắn bó và phát triển. Giờ cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những người bạn xung quanh có động lực khám phá chính mình và tìm ra đam mê của bản thân mà sống hết mình với nó, trong đó có tôi. Tôi cũng đã thấy nhiều người thành công bằng chính đam mê của họ theo cách như vậy. Phải chăng đó chính là một trong những gợi ý tuyệt vời cho mục đích sống đúng đắn? Giữa dòng đời nhộn nhịp ồn ào, có thể tìm ra cái chất riêng khác biệt của chính mình là rất khó, nhưng nó lại vô cùng quý giá. Luôn giữ được niềm đam mê trong chính mình sẽ giúp ta luôn có động lực cố gắng, hoàn thiện bản thân vì nó, sống tốt và sống có nghĩa vì nó, luôn mạnh mẽ để có thể bảo vệ được đam mê của chính mình. Có được niềm đam mê thật sự như có một khối tài sản khổng lồ vô giá. Nó sẽ giúp ta luôn vững vàng trước những bão tố của dòng đời xô đẩy. Nó là niềm an ủi chở che để giúp ta quên đi những bộn bề nặng trĩu của cuộc sống. Nếu như không thể kiếm tiền bằng chính đam mê của mình, ta cũng sẽ có động lực sống thật siêng cần và kiếm tiền để nuôi lớn niềm đam mê đó. Đam mê là một dạng của mục đích sống. Không có đam mê giống như con tàu vô hướng giữa biển khơi. Không có đam mê có thể coi là một thất bại. Chẳng ai dám chắc theo đuổi đam mê thì sẽ thành công, nhưng tôi tin rằng không có đam mê thì sẽ chẳng bao giờ được nếm vị ngọt của sự thành công. Thử nhìn vào Bill Gates hay Steve Jobs, họ đều ấp ủ những ước mơ cháy bỏng từ ngày còn rất nhỏ và dám đi theo nó đến cùng. Cuộc sống này ngắn lắm, có những người khi đã đi qua tuổi trẻ rồi mới nhận ra toàn sự tiếc nuối vì đã không dám thực hiện đam mê của mình từ những ngày còn có thể. Vậy thì tại sao những người trẻ chúng ta lại còn ngần ngại khi trái với đam mê? Hãy biết trân trọng chính mình và đi tìm đam mê của mình. Chỉ vậy mới giúp ta có một thanh xuân đẹp trước khi,
trước khi ngày tháng hư hao. Chỉ cần sống hết mình với đam mê, ta sẽ chẳng sống phí hoài cái giây phút nào của cuộc đời. Hãy nghĩ thật khác biệt, thật điên rồ hay ngu ngốc cũng được, thực hiện nó và bảo vệ nó hết mình. Ít nhất bạn cũng được thoải mái làm điều mình thích, cảm thấy mình ngầu vãi cả chưởng và mình là người duy nhất trong vũ trụ này. Hay biết đâu bạn sẽ chính là người để lại một bước tiến vĩ đại của thế kỷ cho con cháu sau này giống như Stephen Jobs.